Hi, xin chào mọi người Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của công ty AK Việt Nam Và video hôm nay sẽ tiếp tục là video về giới thiệu sách Vậy thì quyển sách mà em sẽ giới thiệu với mọi người là sách gì? Thì mọi người hãy cùng xem hết video nhé Tên, tên và quyển sách mà hôm nay em giới thiệu với mọi người đó là sách về các bệnh trên da cầm tái bản lần thứ 14 bốn. À, ngay từ tên của quyển sách thì mọi người cũng có thể đoán được nội dung bên trong cuốn sách này là gì rồi đúng không ạ? À? Tuy nhiên quyển sách này có gì đặc biệt và tại sao em lại muốn giới thiệu nó? À, thì câu trả lời là như mọi người cũng biết. À, bất kỳ một cái bộ cơ sở dữ liệu nào hay là một cái cuốn sách nào thì cái uh, nguồn của thông tin cái nguồn của cuốn sách cái nguồn của bộ cơ sở dữ liệu cũng rất quan trọng bởi vì uh, nếu như cuốn sách được viết bởi các tác giả uy tín hay là được xuất bản bởi một nhà xuất bản uy tín thì thông tin ở bên trong cuốn sách này cũng sẽ có độ tin cậy cao và chính xác cao và cuốn sách bệnh da cầm tái bản lần thứ 14 mà hôm nay em giới thiệu với mọi người là cuốn sách được xuất bản bởi nhà xuất bản Wiley Blackwell, một nhà xuất bản rất uy tín và nổi tiếng ở Mỹ. À, cộng với đó, à, cuốn sách này còn có sự tham gia của hiệp hội các à, hiệp hội các nhà nghiên cứu về bệnh da cầm ở Mỹ, đây AAAP. À, cho nên là cuốn sách này à, có cái độ tin cậy và tính chính xác rất cao. Không chỉ vậy, à, mọi người có thể nhìn ở đây đây là danh sách các nhà, các tác giả của cuốn sách này. À, cuốn sách này được biên soạn bởi các tác giả rất uy tín và có à, học vị rất cao, là các giáo sư, là các nhà nghiên cứu, là các giám đốc của những cái trung tâm nghiên cứu và các bác sĩ thú y đến từ các nước rất lớn như là Mỹ, Châu Âu, à, Canada, rồi Úc, rồi Anh vân vân. À, cho nên lại càng nhấn mạnh hơn cái 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 độ tin cậy của quyển sách này. À, tiếp theo thì mọi người có thể thấy ở đây à, từ lần tái bản lần thứ đầu tiên à, lần thứ nhất năm 1943 cho đến lần tái bản hiện tại là tái bản lần thứ 14 năm 2019 thì đã trải qua gần 76 năm tuổi à, một cuốn sách trải qua với gần 76 năm tuổi được cập nhật được bổ sung được nghiên cứu à, được bổ sung thường xuyên như vậy à, để chứng minh rằng à, đây là một quyển sách được tin cậy và được chào đón rất nhiều cho nên là à, cái tốc độ cập nhật cũng khá là nhanh và cái à, cái thời gian nghiên cứu của nó cũng rất là dài 76 mươi sáu năm à, để càng nhấn mạnh hơn cái 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 tính hữu dụng cái tính à, tin cậy của quyển sách này. Thế thì à, cuốn sách này sẽ gồm những phần nào thì chúng ta hãy đến phần một lục nhé đây đây là một luật của quyển sách. Thì cuốn sách này sẽ gồm 7 phần chính. À, phần thứ nhất là những cái nguyên tắc cơ, những cái khái niệm cơ bản về bệnh da cầm. Ở trong phần này thì à, cuốn sách sẽ thông à, sẽ cung cấp về những cái nguyên tắc về phòng bệnh, về à, chẩn đoán bệnh, về kiểm soát bệnh. Trong đó có trong đó có cả những cái về an toàn sinh học, về sử dụng kháng sinh, về cả, cả, đề cập cả về cái những cái đề kháng kháng sinh nữa và cái uh, phần thứ hai cái chương thứ hai sẽ là đề cập đến những bệnh về virus thì ở đây mọi người có thể thấy rất nhiều những virus mà thường gặp ở trong chăn nuôi da cầm được đề cập ở đây có virus Newcastle uh, virus về viêm phế quản truyền nhiễm viêm thanh phế quản truyền nhiễm về cúm da cầm vân uh, vân và uh, cái chương tiếp theo là chương ba là các bệnh về vi khuẩn thì ở đây cũng có rất nhiều các bệnh do vi khuẩn thường gặp trong chăn nuôi à, được đề cập ở đây như là Salmonella, như là Bacillus, như là Mycoplasma, vân vân à, và à, được trình bày một cách rõ ràng à, và rất là chi tiết tiếp theo là chương 4 là chương các bệnh về nấm, chương 5 là chương các bệnh về à, ký sinh trùng À, và và cái chương 6 là cái chương về các bệnh mà đôi khi chúng ta sẽ hay dễ hay dễ bỏ quên và ít chú ý à, như mọi người cũng đã biết là những cái bệnh em vừa đề cập như là về virus về vi khuẩn về ký sinh trùng vân vân thì đó là những bệnh truyền nhiễm còn những bệnh trong chương 6 là những bệnh không truyền nhiễm À, tức là những bệnh về dinh dưỡng, những bệnh về nội khoa như là à, về chuyển hóa, về những cái rối loạn ở bên trong cơ thể Hay là những bệnh về mycotoxin, về các độc tố khác Và đây là những cái bệnh mà chúng ta hay ít quan tâm hay dễ bị bỏ quên Và cuốn sách này sẽ đề cập rất chi tiết Tiếp theo là chương 7, một cái chương rất là hay à, um trong chương bảy này thì sẽ đề cập đến những cái bệnh mới nổi những cái bệnh phức tạp hay là những cái bệnh không rõ nguyên nhân à, như mọi người cũng biết rồi với ngành chăn nuôi ngày càng hiện đại. Cùng với đó thì những cái bệnh sẽ cũng diễn diễn biến ngày càng phức tạp và đôi khi chúng lại kết hợp lại với nhau để cho để tạo thành những cái hội chứng rất là phức tạp và khó điều trị. Cho nên cái chương bảy này sẽ rất hữu ích đối với chúng ta để mà có thể kịp kịp thời cập nhật những cái bệnh mới nổi, những cái bệnh phức tạp để mà có những biện pháp kịp thời để mà uh, kiểm soát hay là quản lý tốt đàn gia cầm. À, văn đúng hoặc là một quyển sách rất là hay đúng không ạ và theo bản thân em á thì em có thể coi đây là một cái quyển từ điển à, về bệnh trên da cầm để chúng ta có thể dễ dàng tham khảo và một cái điều đó nữa là à, một, các thông tin về từng bệnh à, mỗi một bệnh sẽ được trình bày rất là chi tiết và rất là nhiều khía cạnh à, cho nên là rất là nhiều đối tượng có thể tham khảo quyển sách này ví dụ em sẽ lấy À, ví dụ ở bệnh trên uh, Newcastle đi bệnh về Newcastle thì em sẽ đến đến cái trang của bệnh nucast Đây như mọi người có thể thấy ở đây à, tác giả có à, rất là nhiều thông tin có cả những cái phần tóm tắt cho chúng ta à, dành cho những à, dành cho mọi người mà không có thức quá nhiều thời gian chúng ta muốn đọc tóm tắt thì cũng có những cái phần tóm tắt về à, cách gây bệnh cách chẩn đoán cách phòng trị vân à, hay là những thông tin rất là chuyên sâu về virus vân 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 và ở đây có một phần mà em muốn uh, nhấn mạnh ở đây đó là khác với những cái uh, lần tái bản trước thì trong quyển sách này uh, những cái hình ảnh sẽ là ảnh màu và rất rõ nét cho nên sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta trong cái việc xem uh, những xem những cái, uh, xem những cái uh, bệnh tích những cái triệu chứng mà tác giả muốn đề cập chúng ta dễ dàng nhận biết và dễ dàng phân biệt hơn À, đúng thật là rất là hữu ích đúng không ạ à, một cuốn sách rất cực kỳ hay và rất đáng có cho nên à, nếu như mọi người quan tâm và muốn tham khảo quyển sách này thì hãy subscribe kênh của công ty uh, subscribe kênh YouTube của công ty AK Việt Nam và uh, để lại thông tin trong cái link được cái link dẫn đến cái form điền thông tin uh, và cái link này sẽ uh, để ở bên dưới phần mô tả mọi người hãy cập nhật vào link và điền thông tin sau đó em sẽ tổng hợp thông tin và gửi lại mọi người sớm nhất có thể. Và mọi người đừng quên like và subscribe kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.